Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với chuỗi DG Cafe with Coaches, cà phê số cùng các coaches trong cộng đồng kinh doanh số toàn cầu, với đồng co-host là mình Lê Anh Rosy và chị Hằng Nguyễn cùng đến từ Hà Nội, Việt Nam. Và trong ngày hôm nay thì mình và chị Hằng có mời đến đây một super coach đến từ New Zealand là bạn Chi Mai. Xin chào Mai nha. Chào em cơ, hai Hằng, trời ơi. Gửi đã thấy là giới thiệu hoành tráng quá nên ngại. Trước khi mà đến với cả buổi chia sẻ ngày hôm nay, ô ca ơi ca, để cho mẹ nói chuyện. Trước khi mà đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình chắc là cũng sẽ xin giới thiệu qua một chút về mình và chị Hằng, và sau đó thì dành phần sân khấu cho bạn Chi Mai nha. Hiện tại thì mình đang làm giảng viên, và công việc mình gắn bó với công việc giảng dạy với ngành giáo dục là 16 năm rồi. Và song song với cả công việc giảng dạy thì cách đây khoảng tầm hơn 3 năm là mình bắt đầu làm kinh doanh kỹ thuật số. Và đây là nơi mà đã giúp cho mình phát triển bản thân rất là nhiều. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với co-host của mình trong ngày hôm nay là chị Hằng Nguyễn. Em mời chị. Ok, chị cảm ơn anh Thơ Rosy. Xin được gửi lời chào coach anh Thơ, coach Chi Mai cũng như tất cả các bạn đang theo dõi cái buổi chia sẻ này của ba chị em chúng mình hoặc là có xem lại bản phát lại nhé. Rất là vui là hôm nay tụi mình lại quay trở lại với chuỗi DG Cà Phê với cả các coach đến từ khắp nơi trên thế giới, và hôm nay đã là số 22 rồi. Và mỗi một buổi như này tụi mình đều mời đến những super coach đến từ rất nhiều quốc gia với nhiều background khác nhau, và các coach đều đã làm rất thành công business này. Và về cá nhân mình thì mình tên là Hằng, đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với cả gia đình. Mình đã làm trong công việc quản lý ở một công ty xây dựng cũng khá lâu năm rồi. Ở trong gia đình thì mình là mẹ của hai nhóc đang ở độ tuổi teen. Thế còn với mảng kinh doanh trên nền tảng số thì mình đã làm được hơn 4 năm. Và cũng như hai chị em đang ngồi đây thì mình cũng đang là một trong những coach ở trong cộng đồng. Và thực sự là rất là vui là mỗi một cái buổi DG Cà Phê với coach như này thì tụi mình là rất hân hạnh mời được các coach. Và hôm nay đó chính là coach Chi Mai, một người coach rất là xuất sắc, thành công và rất là khiêm tốn, giản dị. Vậy thì chị sẽ mời Chi Mai chia sẻ với em để các bạn cùng biết thêm về em nhé. Cảm ơn Chi Mai rất nhiều. Em cảm ơn Giang, cảm ơn Thơ giới thiệu về em cho một buổi talk show mà hoành tráng ngay từ đầu. Em không biết là em có chia sẻ được nhiều thông tin để các bạn mong chờ cho cái lời giới thiệu rất là thì em cảm ơn chị và cảm ơn Thơ, cảm ơn mọi người đang theo dõi buổi go live của ba chị em ngày hôm nay. Thì xin phép được giới thiệu thì em là Chi Mai và em đến từ hiện tại thì đang ở New Zealand cùng với gia đình nhỏ gồm có anh xã và ba bé. Em cũng sinh ra và lớn lên rồi học xong ở Việt Nam, rồi em cũng học xong làm cũng vài năm ở Việt Nam, là theo ngành bác sĩ thú y. Em là tốt nghiệp ngành bác sĩ thú y của trường đại học nông nghiệp Hà Nội. Thì xong rồi làm vài năm thì gặp anh xã và em sang đây từ năm 2013. Đến năm 2013 và 2015 thì là có bé đầu, và trong suốt thời gian từ 2015 đến 2021 là một stay at home mom. Sau đó thì em start up business này và có cơ hội quen biết chị Hằng, Thơ và rất là nhiều anh chị em thành công trên toàn cầu. Thì nhờ cái kinh doanh này và em rất là biết ơn. Đó thì lấy là một chút về em. Lời gọi là lời chia sẻ rất là khiêm tốn đúng không mọi người. Đối với cả Chi Mai thì Thơ có cái ấn tượng là Mai là một bạn có cái nụ cười rất là tươi và là giản dị và rất là đáng yêu. Và khi mà Thơ theo dõi thì khi mà Thơ theo dõi xin lỗi mọi người nha. Đây gọi là câu worker cùng với cả tụi mình đấy. Bởi vì mọi người biết không, khi mà làm kinh doanh số ấy, là bọn mình luôn luôn có thể đưa các em bé lên và cùng xuất hiện trên mạng xã hội và cùng chia sẻ với mọi người, đúng không? Và điều đó là vô cùng đặc biệt. Bởi vì thông thường ấy, khi mà làm các kinh doanh ngoài kia thì mọi người sẽ thấy là rất ít khi là có các con xuất hiện, hay là người bạn đời xuất hiện. Nhưng mà trong mô hình kinh doanh này thì việc mà người bạn đời xuất hiện hay là các con xuất hiện ở trên mạng xã hội và cùng chia sẻ thì đấy là một cái niềm hạnh phúc của tụi mình. Và bọn mình bắt đầu kinh doanh này thì thường với một cái mục tiêu là có thể là đa dạng hóa thêm nguồn thu nhập này, có thể là có thêm thời gian bên các con, đặc biệt là những khoảng thời gian chất lượng dành cho gia đình.
Thế thì làm kinh doanh này cho nên các bạn sẽ thấy là cứ đôi lúc lại có một em bé là nó chạy qua chạy lại, nó ôm cổ mẹ, ôm cổ bố nữa. Và đó là cái điều rất đặc biệt và mình rất thích. Và nếu như các bạn mà theo dõi page của Chi Mai sẽ thấy rất nhiều lần Chi Mai lên chia sẻ và có các em bé quây xung quanh nữa. Ok, trả lại sân khấu cho. Thế thì em đang bảo là khi mà em theo dõi Chi Mai em thấy cũng vậy, là một cái cuộc sống rất là thanh bình ở một nông trại, và hàng ngày thì Chi Mai làm bánh này, đúng không ạ? Nói chung là cảm giác ấy thì cuộc sống của Chi Mai gần như không phải lo nghĩ gì. Nếu mà theo dõi cái trang của Chi Mai ấy, làm nông trại rất là kiểu bình an, không phải lo nghĩ gì nhiều. Thế thì tại sao với một cái cuộc sống bình an như vậy rồi, bởi vì cái đích đến cuối cùng của mọi người vẫn là bình an, đúng không ạ? Hạnh phúc, và mình cảm thấy là Chi Mai cũng đủ đầy những cái thứ đấy rồi, thì tại sao Chi Mai vẫn tiếp tục lựa chọn làm thêm một công việc nữa là kinh doanh số? Yeah, cảm ơn câu hỏi của Thơ. Và thực ra thì nếu mà nói là New Zealand thì nói chung chung cả New Zealand thì nó là một cái cuộc sống rất rất là thanh bình, ở đâu cũng vậy, và kể cả làm em cũng thế. Thì nếu như mà tại vì cái bản thân em á, là em cảm thấy như mình không có, thực ra là nếu như mà ngay từ đầu nha, nếu em có con xong là em sẽ có thể ở nhà và mình sẽ xin trợ cấp xã hội, nhưng mà em chưa bao giờ em làm cái đấy luôn, bởi vì mình cảm giác như là mình không, mình sẽ, nếu như mà mình nhận trợ cấp xã hội ấy, thì những cái người đóng thuế là người ta sẽ phải làm việc vất vả hơn, và mình cũng không cảm thấy thoải mái về cái việc đó. Thế nên là mình chưa bao giờ, mà em chưa bao giờ làm cái việc đấy xong sau đấy nữa. Thì thực ra là anh xã làm cũng gọi là đủ để sinh hoạt cuộc sống. Và nếu như mà mình cân bằng cuộc sống thì mình sẽ thấy là nó ok thôi, nhưng mà mình lại không có thích, mình không phải, tại vì em sinh ra Việt và lớn lên Việt Nam thì mình nghĩ là em đang thấy là mình có một cái giống như là không bao giờ mà mình muốn hài lòng với cái mà mình đang có. Và hơn nữa là em cũng có ba mẹ Việt Nam này, và ba bé thì thực ra là còn bé thì nó sẽ các cái nhu cầu thì chắc là nó sẽ chưa nhiều, nhưng mà cứ dần dần nó phát sinh. Các con lớn dần lên thì mình cũng mong muốn là các con sẽ có những cái điều kiện mà học hành và nó phát triển mà mình thấy là nó đảm bảo được cái tương lai. Còn nếu như mà chỉ là để duy trì, để cơm ăn ba bữa thôi thì chắc là mình chẳng phải làm gì đâu. Nhưng mà đấy, ai cũng sẽ mong muốn có một cái cuộc sống mà mình tốt đẹp hơn, mình hướng tới những cái mà phát triển hơn. Rồi mình cũng muốn là ba mẹ ở Việt Nam thấy là mình ở một cái nước mới, nhưng mà mình vẫn có ích cho xã hội, vẫn tạo ra được thu nhập để hỗ trợ cho anh xã, rồi cũng báo hiếu được ba mẹ từ những cái mà mình chủ động mình có thể hỗ trợ. Thì em có biết là ba mẹ thì cũng không bao giờ mong chờ mình cái đấy đâu, nhưng mà cái đấy nó là một cái nét đẹp văn hóa ở Việt Nam. Con cái thì sẽ mong luôn luôn là mình ở trong thâm tâm, trong đáy lòng mình vẫn muốn là mình cố gắng hết sức để mình có thể giống như là để cho ba mẹ tự hào về mình ở nơi mà khi mà mình ở nơi xa. Thì đấy là cái mà nó thôi thúc em. Mà hơn nữa thì là em học ở đại học xong ở Việt Nam cũng chỉ vài năm thôi, mình cũng chưa có điều kiện để mình phát triển hết, mình cống hiến cho cuộc sống mà mình chưa thấy mình có ích nhiều ấy, và mình lại ở nhà một thời gian như vậy và mình thấy mình mai một, mình thấy mình bị mất mai một những cái kiến thức, xong sau đấy thì cảm thấy bị thụt lùi so với các bạn đồng trang lứa. Thế nên mình mong muốn là làm sao mà bây giờ mình sẽ phải bắt kịp được cuộc sống, mình phải phát triển được bản thân mình, và tất cả những cái lý do đấy nó thôi thúc em để tìm kiếm một cái cho những người thân yêu, và cho cái cuộc sống mà sau này thì nó có nhiều những cái mà cần phải trang trải hơn. Và đó thì đấy là cái mà nó thúc đẩy em để em đi tìm cái giải pháp. Mà em cũng thử một vài cái mô hình trước rồi đấy, nhưng mà nó không có mô hình nào phù hợp cả, cho đến cái mô hình nó mới làm cho em cảm thấy là nó giúp được mình cái mong muốn như là phù hợp với cái situation của mình đấy. Và thì đấy là một chút cho cái câu hỏi của Thơ.
đoán. Tớ thì tớ thấy là 86 đúng không? Chúng mình đều là 86 thì thường là sẽ rất là quyết liệt và rất là gần như là mình thích độc lập nhiều hơn là mình phải dựa vào một người khác, kể cả là anh xã mình đi chăng nữa, đúng không ạ? Có thể là có tài chính đấy, có thể lo được đấy, nhưng mà ở cái tuổi 86 thì thơ thấy là hầu hết mọi người đều khá là gọi là quyết liệt, khá là thích độc lập, khá là thích tự chủ, và cái điều đấy là tốt, đúng không ạ? Mình cần phải độc lập trong cái cuộc sống của mình. Và ở đây thì trong cái câu chuyện của chị Mai thì thơ thấy rằng là nó cũng là một cái hiện tượng của xã hội, bởi vì là nếu như mình mà không có chịu đi kịp, không chịu học hỏi, không chịu trau dồi thì mình sẽ không đi kịp với cả cái tốc độ phát triển như vũ bão hiện nay, đúng không ạ? Chúng ta thấy là AI phát triển từng ngày, công nghệ đúng không ạ, phát triển từng ngày, và nếu như mà chúng ta không cập nhật, không các thứ, chúng ta rất dễ bị bỏ lại phía sau. Thì cái vấn đề của cái việc bị bỏ lại phía sau là không phải là cái điều gì đấy nó nghiêm trọng ở cái khía cạnh về mặt là xã hội hay như thế nào, mà là bản thân mình sẽ cảm thấy là rất là lạc lõng, đúng không ạ? Cho nên là dù là mình sống một cuộc sống thanh đình đi chăng nữa, có vẻ như thế cũng là một cái đích đến rồi, nhưng mà mình vẫn phải dự phòng về gì ạ? Không phải đối với người khác có thể là dự phòng về tài chính, nhưng mà đối với Mai Chi thì có thể thơ đang thấy là ở đây mình dự phòng cho một cái tương lai của mình, dự phòng cho cái tri thức của mình, đúng không ạ? Thì mình thực sự là khi bước chân vào đây mình gặp gỡ và mình cũng học được rất rất là nhiều. Bản thân mình, ví dụ như ở đây mình gặp được chị Hằng này, đúng không ạ? Hay là ví dụ như ở đây mình gặp được Mai Chi này, chị Mai này. Thì mình thấy là mỗi một người đều là một cái thế giới mà mình khi bước vào nó rất là thú vị. Và cuộc sống thì nó phải có những cái điều thú vị như thế, đúng không chị Hằng? Mình học được từ rất là nhiều điều xung quanh khi mà mình tiếp xúc với cộng đồng này. Yeah, hoàn toàn đồng ý với cả chia sẻ của anh Thơ cũng như của chị Mai. Và trong cái phần chia sẻ của chị Mai thì chị lại nhớ cái câu này mà chị cũng hay nói với mọi người, đó là chị cũng đọc được cái câu này từ lâu lắm rồi, đó là cuộc sống tốt đẹp là kẻ thù, cuộc sống tốt là kẻ thù của cuộc sống tuyệt vời. Có nghĩa là khi mà mình đang ở trong một cái môi trường mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là happy và cảm thấy cái gì cũng tốt và mình hài lòng với cái cuộc sống, cái môi trường đó, và mình không có muốn bước ra bên ngoài, không muốn vươn lên mà cứ thế, thì thực ra đấy là mình đang không hề biết là thế giới ngoài kia nó tươi đẹp như thế nào. Cho đến khi bạn mạnh dạn, bạn bước ra khỏi cái vùng thoải mái của bạn thì bạn mới nhận thiết là ngoài kia như thế kia. Đấy, cái câu chuyện chị Mai lại làm chị nhớ câu đó. Thế cho nên là chị cũng rất hay nói chuyện mọi người trong cái quá trình mà chị chia sẻ về kinh doanh này, thì cũng nói rằng là đó, cái cuộc sống mà bạn đang có là cuộc sống tốt, nhưng bạn nhớ nhé, cuộc sống tốt nó đang là kẻ thù của cuộc sống tuyệt vời. Cho nên nếu như bạn không mạnh dạn, bạn không có đủ để bạn bước ra ngoài kia, bạn vượt khỏi cái vùng thoải mái, thì bạn sẽ không bao giờ biết thế nào cuộc sống tuyệt vời, đúng không ạ? Chị em, giống như chị Mai chia sẻ là một gọi là full time mom, đó là một người mẹ toàn thời gian ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa, là một cái công việc cực kỳ vĩ đại và tuyệt vời. Nhưng nếu như mình cũng ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa mà mình vẫn có thêm một nguồn thu nhập thì điều đó lại càng tuyệt vời hơn nữa. Vì cho là chị Mai, mặc dù là em nói rằng là em ở nhà từ tận năm 2015 nữa, đến tận 2021 nữa, 6 năm liền như vậy, nếu mà không bứt ra khỏi cái cuộc sống mà mình cảm thấy rất là tốt rồi, rất là thanh bình như thế, thì không thể có được chị Mai như ngày hôm nay, đúng không ạ? Thế cho nên là cần phải làm những điều khác biệt để có những điều khác biệt, đúng không? Đấy. Thế thì nếu như bạn nào mà vào trong page của chị Mai và follow cô bé này nữa, mọi người sẽ thấy một cô bé đây, mình lại phải nói thêm là năm ngoái tụi mình có dịp gặp nhau ở Hà Nội, đúng không chị Mai? Và tất cả mọi người khi nhìn thấy chị Mai là wow, đây là chị Mai, bởi vì bạn ấy đến nhà nhỏ siêu siêu này, rất đáng yêu, lách chắc lách chắc này. Vì mình nhìn lên trên mạng, cứ nghĩ là chị Mai chắc phải to lớn lắm, bởi vì ngày nào cũng ra là hết là cho bò ăn, đúng không? Vắt sữa bò, đúng không ạ? Đấy, xong rồi lại chăm sóc cỏ cây vườn tược, rồi làm bánh mì, rồi lại ba đứa con to khỏe, trong nhà chắc là chị Mai phải đô to vạm vỡ. Nhưng mà khi gặp chị Mai thì một cô bé xíu 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 này này, rất là tươi tỉnh vui vẻ và rất là gần gũi dễ thương, mà không ai nghĩ trời ơi cô là một coach cực kỳ thành công ở trong cộng đồng đấy, thì một hình dung đó nhìn vậy mà không phải vậy, đúng không? Thế thì với một cái cuộc sống mà thanh bình như chị Mai như vậy, hàng ngày là cứ chăm sóc con cái, làm bánh xong rồi dạy con học, xong rồi lại đi ra ngoài đồng, rồi chị thấy có những hình ảnh là em hướng dẫn bọn trẻ con đi lấy củi, đem củi về để đốt mùa đông vân vân, đúng không? Đấy, và những hình ảnh nó rất là nên thơ, rất đẹp và thanh bình như vậy. Thế thì không biết là chị Mai làm kinh doanh này vào lúc nào và làm thế nào em có thể làm kinh doanh này thành công như vậy? Dạ vâng, em cảm ơn câu hỏi của chị Hằng. Thì thực ra là em cũng thấy là, thì em có chia sẻ là em tới cái thời gian biểu của em, và em cũng rất là may mắn, em cảm thấy thực sự là bây giờ mình mới càng thấy là cái quyết định của mình ở cái thời điểm 3 năm trước ấy, nó là một cái quyết định
cực kỳ tuyệt vời, và cũng rất là may mắn là em đã tìm thấy cái mô hình này nữa. Bởi vì là cái tính tính linh động về thời gian ấy, mình học và làm nó không có ai chạy bắt mình là phải có deadline, hay mình phải học vào giờ nào ngày nào, hay mình phải làm thế nào để không có ai mà đưa cho mình một cái schedule là mình phải làm như vậy thì mình mới xây dựng được cái doanh nghiệp của mình. Thế nên là em mới có thể sắp xếp được cái thời gian cho cái lúc thời điểm mà em bắt đầu kinh doanh này thì bé út của em là hơn 1 tuổi, bé thứ hai thì cũng hơn 2 tuổi, bé thứ ba thì cũng gần 5 tuổi, nói chung là ba bé, nên là mà bên đây thì không có ai giúp cả, một mình thì rất là may là cái hệ thống này nó giúp em quản lý thời gian của mình và mình sắp xếp được. Thì ở cái thời gian đầu ấy thì em cũng không học được nhiều đâu, em chỉ học được rất là ít thời gian vào lúc mà các con đi ngủ rồi thôi. Sau đấy thì sau cái thời gian mà mình học và làm rồi thì hệ thống nó là automated, là mình cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi. Thế nên là em nghĩ là để mà có được một cái hệ thống như mình, như cái system của mình á, và nó đảm bảo được cho những anh chị em mà đang mong muốn là đi làm công ăn lương, hoặc là đang có một cái side hustle ấy, hoặc là như em chẳng hạn, em thì là mới 3 thôi, nhưng mà trong cộng đồng của mình thì có rất là nhiều anh chị em là 4 năm không, và trong cái lúc mà em làm á, là em cứ nhìn vào đấy, em cứ nhìn vào những cái anh chị em mà người ta cũng có cùng những cái situation như vậy như mình, thậm chí là người ta còn khó khăn hơn, và em thấy được là nó đã proven trên rất là nhiều người như vậy, là không có cớ gì là mình không thể làm, không làm được. Và thì đấy là cái mà em cứ bám sát cái chương trình trong cái hệ thống của mình, và nhìn theo những anh chị em mà đã học và làm thành công, và mình thấy là đúng là nó kiểm chứng trên chính bản thân mình luôn. Thì đấy, nói chung là cái thời gian học của em nó rất là linh động luôn, và đối với em cái thời điểm đấy thì em lại rất là thích học. Bởi vì là em đang trong một cái tâm thế là em đang tìm một cái công việc nào đấy, một cái kinh doanh hoặc là một cái gì đấy để mình có thể là học và làm ra tiền, nhưng mà đồng thời thì mình phải phát triển bản thân. Thì lúc đấy em học là em rất là say mê luôn, mặc dù là lúc đấy là tiếng Anh thì cũng không rành lắm, công nghệ thì lại rất là kém, bởi vì là học đại học xong em có đi làm nhưng mà không có động gì đến máy móc đâu, bởi vì là bác sĩ Duy thì hồi đấy em đi làm theo kiểu là mới đi ra trường thì mình cũng lại làm thực tập thì nhiều, bởi vì là ngành bác sĩ thì sẽ phải thực hành nhiều, xong sang đây thì cũng không động gì đến. Thế đến lúc đấy là quay lại làm là giống như là mình gần như là 7-8 năm là mình mới quay lại, mình động lên máy tính và mình thao tác lại thì mọi thứ nó rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà em lại rất là say mê học, tại vì mình rất là muốn lấp đầy lại cái khoảng trống mà mình đã bỏ qua cái thời gian vừa rồi, và mình đang mong muốn là làm sao mà mình bắt kịp được và mình phát triển được bản thân để mà ít nhất là mình có thu nhập này, xong rồi mình nếu như mà mình không có thu nhập được từ business này thì mình cũng học được rất là nhiều thứ từ hệ thống đã cung cấp cho mình, sau đấy thì mình có thể tìm được cái công việc nào bên đây. Bởi vì lúc đấy em rất là lúc đấy ở thời điểm đấy em còn rất là nhiều cái băn khoăn và nghi ngờ về chính bản thân mình, xem là mình có phát triển được ở cái kinh doanh này không. Nhưng mà em cứ lấy được một cái động lực là kiểu gì mình cũng phải học được những cái kiến thức từ đây để mình có thể ít nhất là mình lấy những cái mà mình học được từ đây để sau này mình có thể xin được một cái công việc nào đấy, hoặc mình phát triển được một cái lĩnh vực khác, ít nhất là nó sẽ phải có ích. Thế nên là em học, và mặc dù là vừa học vừa run nha, vừa học vừa run là không biết mình làm có đúng không. Mình học tiếng Anh họ nói như thế thì cứ vừa làm là phải check lại rất là nhiều lần, nhưng mà cái đấy là cái mà em thấy là bây giờ nhìn lại em mới thấy là rõ ràng là những cái mà mình được chỉ dẫn và học và làm ở system đưa cho mình là nó rất chi tiết, nên là mình ở cái thời điểm đấy mình rất là sợ, nhưng mà mình vẫn làm và vẫn làm đúng đó. Thì đấy là cái mà em học và làm vào thời điểm đó, tức là em chỉ học và làm vào lúc mà kiểu các con đi ngủ rồi này, hoặc là ban ngày mà ví dụ như có thời gian trống nào thì mình cũng ngồi vào kiểu thế. Nói chung là một ngày đâu đó cũng có ngày mà các con ngoan và mình dành được nhiều thời gian thì nó cũng chỉ đâu đó khoảng nhiều thì được 2 tiếng, còn không thì cũng 30 phút, 1 tiếng. Đó là cái thời điểm ban đầu của em nhé.
Thế thì đấy là sau đấy là cái thời điểm ban đầu là anh xã em chưa có support, nhưng mà sau này anh ấy support rồi á thì mình lại dễ hơn. Anh ấy sẽ tạo điều kiện cho, ví dụ như những cái lúc nào mà em, lúc đấy là những lúc mà lên hồi mà chưa lên code thì mình sẽ là học và làm và build cái doanh nghiệp của mình, nhưng mà đến lúc khi mà mình lên code rồi thì mình có những thời gian là mình sẽ cần phải hỗ trợ, và có những cái lịch khác thì anh xã lại là người support. Và em thấy đấy là một cái hay ở trong cái kinh doanh này là đấy, anh ấy sẽ hỗ trợ em, và từ khi mà em làm kinh doanh này thì em thấy là anh ấy sẽ gần gũi với các con hơn. Bởi vì trước mình giống như là em chưa đi làm gì cả thì mình cảm giác là mình sẽ mong muốn là mình đảm đương hết những cái việc gia đình, chăm con, mọi thứ trong gia đình để mình cảm thấy nó chu toàn, bởi vì anh đã làm việc rất là vất vả để có kinh tế để lo cho gia đình rồi, thế nên là mọi thứ em ôm hết. Nhưng mà đến khi mà em làm cái kinh doanh này thì anh ấy lại rất là support như vậy, thì em lại cảm thấy là anh ấy có một cái sự chia sẻ và gắn kết với các con hơn. Đó, nói chung là với cái kinh doanh này thì em thấy là em nhận được rất rất là nhiều thứ ngoài mong đợi. Wow, hay quá. Đúng là một kinh doanh lại có thể chuyển hóa người bạn đời nhỉ. Đầu mà lúc Chi Mai mới bắt tay vào tìm hiểu kinh doanh này, Chi Mai còn nhắn cho chị đúng không? Và thể hiện bày tỏ cái sự là băn khoăn là không biết là cái kinh doanh này có thật hay không, rồi liệu có làm được hay không, rồi như em thế này có làm đấy không đó. Chị vẫn nhớ cái hồi đầu là những cái tin nhắn đầu tiên ấy, và chị cứ động viên Chi Mai là kiểu gì cũng làm được em ạ, em yên tâm đi, vì hệ thống đã có những công cụ rất là tuyệt vời, và cái quan trọng là những cái công cụ đấy đã đem lại thành công cho hàng bao nhiêu người rồi, và kiểu gì mình cũng sẽ làm được đúng không đó. Thế cho nên là mình thấy là wow, một Chi Mai đã khác hẳn so với cách đây hơn 3 năm đó, dám mạnh dạn, dám bước ra khỏi vùng thoải mái để làm những điều chưa bao giờ làm, có kết quả khác biệt. Và trong cái phần chia sẻ trên này chị thấy là nổi lên cái việc đó là mình mong muốn khao khát thành công và mình khao khát học hỏi, và cái business này chính là thực học và thực làm thì bạn sẽ thành công, chứ nó không có khó. Thậm chí đã từng có một coach trong cộng đồng còn nói rằng là ôi làm kinh doanh này dễ như ăn kẹo, tức với bạn ấy nó rất là dễ, mà mình cảm giác ủ nhỉ sao bạn bảo dễ như ăn kẹo nhỉ đấy. Và sau này mọi người bước chân vào cộng đồng thấy là wow, những cái công cụ mà hệ thống cung cấp, rồi hệ thống đã support những cái gì, rồi mentor và coach support ra sao, rồi bản thân mình mong muốn được học được làm thì kiểu gì cũng sẽ làm được luôn. Lê Thơ nghĩ thế nào em? Em hoàn toàn đồng ý chị ạ. Đấy, và như là Chi Mai là một trường hợp đúng không ạ? Lúc đầu thì hỏi băn khoăn hỏi chị Hằng, em nghĩ là tại thời điểm này rất nhiều người đang xem đúng không ạ, hoặc là những người mà đang xem lại hoặc đang theo dõi cái mô hình kinh doanh này thì cũng sẽ có cái lăn tăn giống hệt như Chi Mai thôi, là ô không biết mình có làm được không đúng không ạ. Em cũng đã từng nhận được những cái tâm sự như vậy từ cũng một số các anh chị mà bây giờ cũng rất là thành công, và điển hình đây như là Chi Mai đây, nhắn chị Hằng lúc đầu như vậy là không biết có làm được không, mà bây giờ thì xong về sau em thấy là Thơ cũng là một tại vì ngày đấy em vào em còn rất là sợ, nhưng về sau thấy bạn Thư làm rất là giỏi, xong rồi em cứ nhắn với coach và mentor là chị Lan Anh ấy là ôi bạn Thư bằng tuổi em mà bạn ấy làm giỏi thì em nhất định là em cũng phải kiểu như đuổi kịp bạn ấy, kiểu thế ấy. Nên là em thấy một cái hay là trong cộng đồng của mình ấy, mọi người luôn support lẫn nhau và tạo cho nhau những cái động lực. Đó thì ngày đấy nếu mà em mà nhắn cho chị Hằng mà không nhận được sự động viên chắc là em cũng bảo chứ thôi, chắc người ta bảo mình không làm được thôi, cũng đừng làm nữa. Thật là vui những lời động viên của mình cuối cùng để cho cộng đồng là có một coach rất là xuất sắc như này đúng không? đúng là kinh doanh nó tạo ra con người mình khác hẳn đi đúng không ạ? Thế thì chắc là sẽ thêm một câu hỏi nữa thôi, bởi vì là cũng sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của Chi Mai. Cái lúc mà Mai bắt đầu làm kinh doanh số ấy, thì lúc đấy là Mai đã sang New Zealand rồi đúng không? Đã sang sinh sống cùng với cả chồng con ở bên New Zealand rồi. Thế thì cái điều đó nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái quyết định là làm kinh doanh số này của Chi Mai không? Ý tớ là ví dụ là Mai mà giả sử như mà Mai đang ở Việt Nam chẳng hạn, mà Mai nhìn thấy cơ hội kinh doanh này thì nó có khác với cái việc là Mai ở New Zealand và nhìn thấy cái cơ hội kinh doanh này không? Hơi khó nha, nếu mà tại vì là nếu mà đặt ra câu hỏi đấy thì giống như là bây giờ mình phải tưởng tượng là nếu mà mình ở Việt Nam, mình lấy một anh chồng Việt Nam xong rồi anh có giàu không, anh có lo được cho mình không. thì tại sao tôi đặt ra câu hỏi đấy, bởi vì là nhiều người nghĩ rằng là người Việt Nam thì nếu mà làm ở Việt Nam thì nó khó hơn, trong khi làm ở nước ngoài thì dễ hơn rất là nhiều.
Tại sao cô đặt ra câu hỏi đấy là bởi vì như vậy. Mà đặt ra câu hỏi đấy thì nếu như mà nếu mà đặt câu hỏi đấy thì mình sẽ lại hiểu là dù mình vẫn ở cái gia đình như vậy nhưng mà mình chỉ ở môi trường Việt Nam hay là ở đây thôi, đúng không? Thì nếu như mà Việt Nam thì mình nghĩ là mình sẽ vẫn lựa chọn đấy, bởi vì là với một cái, nếu như mà ở một cái, bởi vì thị trường Việt Nam bây giờ mình thấy nó đang là một thị trường mà một kinh doanh này bùng nổ hơn. Mình nghĩ là đang ở một cái gọi là thị phần mà mọi người đang phát triển hơn cả trong cái thị trường Việt Nam, tức là trong người Việt mà làm cái mô hình này thì nó thì mình thấy là ở thời điểm hiện tại là Việt Nam mọi người là nó đang bùng nổ hơn so với các thị trường khác đấy chứ, đúng không? Nó không, nếu như mình thấy là nếu như mà là mình thì mình sẽ làm đấy, bởi vì là ở cái thời điểm ấy mà mình phát triển nó giống như là sau chị Hằng một năm và sau bạn Thơ một chút thời gian, đúng không, thì là một cái thời điểm mà sau Covid và mọi người đang đi tìm kiếm giải pháp, và với mình thì lúc mình cũng vẫn đang đi tìm kiếm giải pháp và mình cũng đang ở trong một cái tình thế là mình cần một cái giải pháp cho cuộc sống và bản thân mình thôi. Thế nên là mình chắc chắn là nếu như mà ở Việt Nam hay là ở đây thì mình cũng sẽ lựa chọn, vẫn là lựa chọn, bởi vì nếu mà thực ra là đặt ra ở cái vị thế là ở Việt Nam hay ở đây và mình vẫn đang ở nhà thì mình vẫn cần phải một cái giải pháp để mình phát triển được cái cuộc sống, là đặc biệt là ở Việt Nam nữa. Mình thấy là ở Việt Nam thì mọi người lại càng hay mong muốn là mình có thêm được những cái backup plan cho cái cuộc sống của mình, và với bản thân mình thì cũng vậy thôi. Kể cả là hồi ở Việt Nam mình cũng học xong nhưng mà mình cũng đâu có làm luôn vào ngành của mình đâu, mình vẫn đi làm nhưng mà mình cũng vẫn làm thêm ngoài giờ vào những cái ngành khác. Thì mình chắc chắn là nếu như mà mình ở Việt Nam mà mình nhìn thấy cái cơ hội này thì với cái tư duy cùng của một cái người đấy thì ở đâu mình nghĩ là mình cũng vẫn lựa chọn thôi. Đó chính xác. Vâng, nói chị, chị Mai, rõ ràng là ở đâu không quan trọng, đúng không? Ở Việt Nam hay là ở New Zealand thì cũng không quan trọng. Nhiều người thì cho rằng là ở Việt Nam thì sẽ khó để mà làm kinh doanh số hơn là ở New Zealand hay ở Mỹ hay Canada. Nhưng thực tế đã chứng minh là cộng đồng người Việt ở Việt Nam làm kinh doanh số mạnh mẽ không kém bất cứ một cộng đồng nào cả. Thế thì khi mà rõ ràng là thế giới phẳng, đúng không ạ? Internet phổ cập rồi, công nghệ phát triển, cho nên là chúng ta ngồi ở bất cứ nơi đâu thì chúng ta vẫn có thể làm được kinh doanh bình thường. Mà cái bằng chứng sống chúng ta đang ngồi ở đây là chính là chị Hằng ở Hà Nội Việt Nam, đúng không? Là Thơ ở Hà Nội Việt Nam, đúng không? Là chị Mai ở New Zealand. Cho nên là không phân biệt về khoảng cách. Nếu như mà chị Mai có ở Việt Nam đi chăng nữa thì khi nhìn thấy cơ hội này thì Thơ đoán là chị Mai cũng sẽ nắm bắt thôi, đúng không? Bởi cuối cùng là nó nằm ở cái khát vọng của mình, ở cái tư duy của mình, ở cái mong muốn thay đổi chất lượng cuộc sống của mình, chứ nó không nằm ở cái việc là chúng ta ở vùng miền hay là ở địa lý nào. Chị Hằng thấy thế nào? Chính xác, chị cũng thế. Lúc mà thấy anh Thơ hỏi chị Mai câu cho hỏi này, chị đã nghĩ ngay trong đầu, nếu mà mình được trả lời câu hỏi này thì mình nói là dù mình lúc đấy đang ở Hà Nội hay ở bất kỳ giác rồi ngay là vì chứ lúc bây giờ mình đặt vào cái vị thế chỗ bố. Bây giờ mình, nếu như mà mình không ở cái thời điểm đấy, dù ở đâu, nếu mà mình không nắm bắt cái cơ hội đấy thì bây giờ mình cũng vẫn ở cái vị thế, mình vẫn đang ở một cái, đang ở trong cái vòng đấy thôi, mình vẫn đang ở cái vị trí đấy, và mình sẽ không phải là mình bây giờ thì là dù có ở đâu thì mình vẫn lựa chọn đấy. Và nó xuất phát từ chính cái mong muốn của bản thân mỗi chị em chúng mình là luôn luôn tìm kiếm các cơ hội. Vì trước khi chị làm business này cũng thấy là mình đã thử sức qua những cái cơ hội khác rồi, mà mình bảo là kể cả sau này mình ở vị trí nào, mình ở bất cứ nơi nào mà nhìn thấy cơ hội thì kiểu gì mình cũng sẽ túm chặt lấy đó nữa, bởi vì mình nhìn thấy tiềm năng thì tại sao không làm, đúng không? Đó thì đấy là cái phần chia sẻ của coach chị Mai cũng như cả của mình và của anh Thơ Rosie trong ngày hôm nay, nói về cái việc là kinh doanh trong sự bình an, đúng không? Và chính cái digital business này cũng là một trong những cơ hội giúp tụi mình được tận hưởng cái cuộc sống bình an, tốt đẹp hơn và làm được nhiều điều có ích và giá trị hơn nữa, đúng không? Và giúp tụi mình học hỏi phát triển bản thân rất là nhiều. Thì trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì như thường lệ, ba bước để tìm hiểu vào mô hình kinh doanh này thì mình cũng chia sẻ lại để những ai mà mong muốn tìm hiểu thì sẽ rất đơn giản thôi. Một là các bạn sẽ liên lạc với cả một trong ba coach ở đây, các bạn liên lạc với ai cũng được. Các bạn sẽ để lại tên và email để bọn mình sẽ hỗ trợ các bạn, để giúp các bạn có được những cái thông tin đầy đủ nhất về mô hình kinh doanh này bằng cả tiếng Anh, bằng cả tiếng Việt. Và nếu như bạn nào thực sự mong muốn bước vào trong cộng đồng
để tìm hiểu sâu hơn về cách thức hệ thống hoạt động, rồi những cái dòng sản phẩm dịch vụ mà hệ thống lựa chọn, hay là chiến lược để đi, vân vân và vân vân, thì lúc đó sẽ là đến mức đóng 149 đô để chúng ta được tìm hiểu. Bạn sẽ có một coach của Peter đồng hành với các bạn và giải đáp tất cả mọi thắc mắc băn khoăn của các bạn. Các bạn sẽ có 30 ngày để tìm hiểu, và nếu phù hợp thì đi tiếp cùng tụi mình, còn nếu không phù hợp yêu cầu refund là lập tức các bạn sẽ được nhận lại cái 149 đô đó, và tụi mình sẽ luôn ở đây để chào đón tất cả các bạn vào với cộng đồng của tụi mình. Chị Mai có muốn chia sẻ một điều gì đó trước khi chúng mình kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay không? Vâng, đến lượt em là có một bạn nhỏ đang ở đằng sau này là... Nếu mà có tiếng ồn nào thì mong mọi người là tại giá. Thì vâng, nói chung là với bản thân em thì em nghĩ là em mỗi lần mà mọi người em được mời để chia sẻ thì em cũng ngày trước là ngại, bởi vì em cũng là một người khá là introvert, và như mọi người cũng biết là em cũng không phải là người quảng giao và cũng không được nói được nhiều trên mạng xã hội. Ngày trước mới vào là em rất là ngại luôn ý, nhưng mà với cái kinh doanh này và như chị Hằng nói đó, mình vào đây mình học được rất là nhiều và mình nhận được rất là nhiều thứ, nên là khi mà mình đã nhận được thì mình lại muốn là mình trao được cho những ai đang cần. Và với bản thân em thì đúng là mình cảm thấy mình là một cái minh chứng mà mình hoàn toàn rất là bình thường. Em cứ nói em rất bình thường nhưng mọi người bảo chứ bình thường á, em bảo được, thực sự là em rất là bình thường mà, nên là nó đặc biệt ở cái là em rất bình thường và em được làm được cái business này, nên em mới muốn chia sẻ. Thực sự nó là như vậy. Và giống như là tư duy thì cũng không phải là IQ cao, và mình cũng học và làm theo đúng những gì mà mình được cung cấp, và mình cũng có bằng đấy thời gian giống mọi người. Mình cũng có rất nhiều những cái challenge, những cái trắc trở ban đầu về chính bản thân cũng như là những cái điều kiện xung quanh mà mình học và làm được. Thì mình em nghĩ là muốn chia sẻ ở đây để những ai mà đang ở trong một cái mong mỏi mà mình tìm được cái giải pháp cho bản thân, gia đình, thì cứ mạnh dạn tìm hiểu, không có mất cái gì cả. Cái email bây giờ không có ai làm được gì với cái email của mọi người cả, nên là nếu mà mọi người mong muốn tìm hiểu thì mọi người đơn giản là mọi người sẽ chỉ nhận thông tin thôi. Và tại sao là mọi người lại nhận thông tin về email, bởi vì là các bạn nếu mà mọi người sẽ thấy là không ai hỏi số phone của các bạn, bởi vì là nếu như mà hỏi số phone của các bạn chẳng nhẽ là các bạn sẽ phải bắt điện thoại và bị làm phiền, mà nó có phù hợp với bạn không, bạn không muốn bị vậy không. Còn ví dụ như gửi thông tin về email thì các bạn có tìm thể tìm hiểu bất cứ lúc nào, thì cái email nó là một cái phương tiện để tìm hiểu đó. Nên là rất là mong muốn làm những ai mà đã đang xem và biết về cái mô hình này thì không phải là ngẫu nhiên, mà do các bạn cũng đang tìm hiểu, thì hãy cứ làm theo từng bước, biết đâu nó lại phù hợp. Vâng, đấy là một cảm ơn chị Mai. Cảm ơn chị Mai, những cái chia sẻ của chị Mai ngày hôm nay chắc chắn là đã tạo được cái truyền được cái cảm hứng rất lớn cho những ai nghĩ là mình rất bình thường, đúng không ạ? Thực ra thì chúng ta phải bình thường chứ. Thôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình bình thường cả. Mình cũng là một người bình thường làm kinh doanh thôi, đúng không? Nên là chúng ta phải thấy là chúng ta rất là may mắn khi mà mình bình thường, mình chưa bao giờ mình làm kinh doanh thì mình ở đây mình được học hỏi, đúng không ạ? Có rất nhiều thứ để học, có rất nhiều người để chúng ta được học hỏi từ họ. Nên là các bạn hãy nhanh chóng là đưa ra quyết định nếu như các bạn đang tìm kiếm, bởi vì có cơ duyên để gặp được một cái câu like như thế này thì chứng tỏ là bạn đang tìm kiếm một cái điều gì đó rồi. Và chúng mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở bên trong. Đừng quên 3 bước tìm hiểu nha. Một là đăng ký tên và email vào một trong các website của các coach ở đây, và sau đó thì xem webinar. Và bước thứ hai là đóng 149 đô để có quyền truy cập vào hệ thống trong vòng 30 ngày. Và bước thứ ba là chúng ta các bạn đưa ra quyết định trong 30 ngày đó. Nếu như các bạn cảm thấy là không phù hợp thì các bạn sẽ được hoàn toàn thu 149 đô. Còn nếu các bạn cảm thấy phù hợp thì xin chúc mừng, đây sẽ là một cái bước ngoặt rất là lớn trong cuộc đời của các bạn. Cảm ơn chị Hằng, cảm ơn chị Mai và cảm ơn tất cả mọi người đã xem buổi câu like này nha. Hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn anh Thơ, cảm ơn chị Mai và cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.